Minh và Tử Vi hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp đầu xuân năm mới. Thay mặt cho những người làm chương trình, Minh và Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, đón lộc xuân mới, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, được trời Phật độ mệnh, tránh họa đắc phúc, gặp thời đổi vận, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, xóa sạch nợ nần, đổi vận giàu sang. Tuổi Kim mạng Thổ Mậu Thân, mạng xanh cho tuổi dành phần về sau, tiền vận nhiều nỗi đớn đau, điếu khách chiếu mạng vàng thau nhạt nhòa, có lòng tự ái hiền hòa, đi vào chung vận cửa nhà ấm êm, công danh sự nghiệp vững bền, gia đình hòa thuận bạc tiền có dư, hậu vận có nên có hư, người nhiều phước đức an cư sang giàu, Giáp Thìn cuộc sống đẹp màu, tài lộc phong túc ốm đau nhẹ phần. Thưa quý cô bác Mậu Thân, cổ nhân xưa có quan niệm rằng trời sinh mỗi người mỗi số phận, và sống chết cũng do số phận định đoạt riêng cho từng người, hành sự tại nhân, vạn sự tại thiên. Mọi may mắn đều do số phận, ông trời an bài phú quý sang hèn của mỗi người, đều do số phận quyết định, và cũng không có số phận nào là thập toàn thập mỹ 10 phân vẹn 10. Cuộc đời của một con người có thể đã được định sẵn từ trước, nó được gọi là tính bất biến của định mệnh, ví như bạn không chọn được giới tính khi sinh ra, cũng không thể chọn thân sinh phụ mẫu, hoặc huynh đệ tỷ muội. Không chọn được đất nước bạn sinh sống hay quốc tịch bạn phải mang, tất cả những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên đấy lại là sự định trước của số phận đường đời. Vì ta không có quyền lựa chọn nên nó là định mệnh, nhưng số mệnh lại là một thứ có khả năng biến đổi, ta có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi, có khả năng đi theo những gì mình mong mỏi, ví như gia cảnh không giàu có, bạn có thể chọn chăm chỉ cần cù để nỗ lực đi lên, mong một cơ hội đổi đời giàu sang, tình cảm không nồng thắm. Bạn có thể lựa chọn bao dung bạn đời, hoặc thay tâm đổi tính để bình hòa bên nhau, nên không có chuyện định trước sẽ nghèo, cũng không có chuyện định trước sẽ cô độc, khổ đau. Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời, và chỉ cần bản mệnh nắm bắt được tử vi cuộc đời của mình, thì sẽ xoay chuyển được càn khôn, đạt được vạn sự như ý, vạn sự như mơ, muốn gì được nấy, cầu tài cầu lộc đều vẹn toàn, lại tránh xa được đại hạn, vận trình thêm hanh thông, may mắn và suôn sẻ hơn rất nhiều. Khi ấy khách đến chơi nhà bạn sẽ chỉ toàn là thần tài, là thần may mắn, quý nhân tiền bạc và giàu có, hung tinh kẻ tiểu nhân cũng biết sợ mà tránh xa. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi rất hoan hỉ được chia sẻ đến quý vị và cô bác về vận trình tử vi cuộc đời của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, khổ trước sướng sau, về hậu vận an nhàn giàu có, đặc biệt là diễn biến trong 2 tháng đầu năm mới 2024 Giáp Thìn, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Mậu Thân trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Mậu Thân chúng ta đã biết. Khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác. Có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, hay còn gọi là độc lập chi hầu, thì độc thân, dương mạng, tuổi âm 57 tuổi, sinh từ ngày 30 tháng 1 năm 1968 đến ngày 16 tháng 2 năm 1969, ngũ hành bản mệnh, đại trạch thổ, đất nền nhà, tướng xương, xương con khỉ, tướng tinh con lạc đà. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tính tình lạc quan vui vẻ, phóng khoáng thoải mái, họ không ngại khó khăn dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời, không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể thành công.
Những người tuổi Mậu Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Tuổi Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Mậu Thân truyền cảm hứng sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn thử thách, tuổi Mậu Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, tuổi Mậu Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình không để cho ai biết. Luận về cuộc đời của Mậu Thân, dân gian có lan truyền vài câu thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, số cùng với mạng lắm lần gian truân, thìn tuất sửu mùi sinh thai, tị ngọ 6 tháng đặng mai thanh nhàn. Số người cốt nhục không hòa, tự tay lập nghiệp mà nên cửa nhà, tuổi nhỏ chết hụt đôi lần, không thì bệnh tật khổ thân sau này, đầu tiên có của chẳng an. Nhà cửa nhiều lớp gia tân đổi đời, tuổi nhỏ cực trí lao tâm, trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn. Số người lại có biệt tài, làm ăn nên cửa bằng bàn tay không. Người tuổi Mậu Thân tiền vận có phần vất vả, nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, hiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên, cũng phải chú ý đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Phần đông đàn ông Mậu Thân tính tình hiền lành, vui vẻ, là người có tài nên có thể gây dựng sự nghiệp lớn. Số tự tay lập nghiệp mà ít nhận được sự giúp đỡ hay hỗ trợ từ người thân. Lúc nhỏ nhiều lần phải trải qua tai nạn nguy hiểm, nhưng nhờ ân đức của tổ tiên nên đều có thể tai qua nạn khỏi. Về chuyện tình duyên cũng gặp nhiều trắc trở lận đận, nếu lập gia đình muộn sẽ thuận lợi hơn trên đường công danh và đường đời. Phụ nữ Mậu Thân nếu sinh vào ban đêm mùa thu hoặc mùa đông là thuận sinh, cuộc đời được sống trong cảnh an nhàn, phú quý, gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, số mệnh phần đông là vất vả, dù sống trong cảnh giàu sang cũng khó được hạnh phúc. Số này phải lấy chồng và lập nghiệp xa quê mới mong ổn định về sự nghiệp, nên ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức để có thể hưởng cuộc sống thanh thản khi về già. Vận trình người tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về địa chi, người sinh năm này địa chi Thân, năm 2024 địa chi Thìn là quan hệ tam hợp. Trong năm công việc của người tuổi Thân có cái nhìn xuyên suốt và chiến lược cho các sự việc. Người tuổi này công việc mới tiến hành được thuận lợi, hanh thông và sự nghiệp duy trì ở mức bền vững, công việc kinh doanh làm ăn được như mong muốn. Bên cạnh đó, xét tử vi Mậu Thân 2024 về ngũ hành của tuổi Thân có mối quan hệ chủ về tương sinh. Với ngũ hành địa chi Thìn, vì thế trong năm chủ mệnh dễ đầu tư nhiều tiền bạc cho kinh doanh làm ăn buôn bán. Xét về thiên can tuổi Mậu thuộc ngũ hành Thổ, gặp năm Giáp Thìn 2024 thiên can Giáp thuộc ngũ hành Mộc là tương xung. Tử vi tuổi Mậu Thân năm 2024 thấy công việc của người thiên can Mậu dễ đưa tới những thay đổi, hoặc cũng có thể mở mang theo những hướng mới, tuy nhiên cẩn thận về chuyện thị phi cũng như mối quan hệ của thành viên gia đạo. Xét về mối quan hệ ngũ hành, người sinh năm này thuộc hành Thổ, gặp năm 2024 hành Hỏa, thể hiện về quan hệ giữa bản mệnh và năm Thìn là tương sinh rất tốt. Người bản mệnh Thổ cuộc sống tiến triển thuận lợi và có tin vui cuộc sống, danh vọng mưu cầu trong năm này được lợi và đầu tư xuất tiền cho làm ăn kinh doanh đạt được kết quả như kỳ vọng. Trong năm với dự định xuất hành đi xa thì nên thực hiện, người tuổi này có được sự giúp đỡ của quý nhân nên các công việc xuôi thuận như ý. Xét theo vận niên. Theo tử vi tuổi Thân 2024, bước vào năm con rồng, tuổi Mậu Thân gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng, hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới. Làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới thuận lợi. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự, đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn.
Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui, gia đạo hài hòa, trên kính dưới nhường, đón hỷ sự trong năm. Xét vận hạn năm 2024 tuổi Mậu Thân. Tam tai 2024, tuổi Mậu Thân phạm tam tai, đề phòng tai nạn bất ngờ, hạn chế kết thúc việc lớn, nếu mở rộng thêm sẽ cát lành hơn. Kim Lâu 2024, tuổi Mậu Thân phạm Kim Lâu thê, hại cho chồng vợ, không hợp tuổi xây dựng nhà cửa. Hoàng Ốc 2024, tuổi Mậu Thân phạm Hoàng Ốc, không hợp tuổi xây nhà. Xét về nam mạng. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi Mậu Thân có sao Thủy Diệu chiếu mệnh, trong hệ thống sao Cửu Diệu Thủy Diệu là một trong ba trung tinh, vừa tốt, vừa xấu. Chủ về thị phi tranh cãi, sao này sẽ gây khó khăn đối với những người tuổi thân có tính nóng nảy, tranh đua, còn nếu bản mệnh là người điềm tĩnh, cẩn trọng, làm gì cũng suy xét đúng sai rõ ràng thì không cần lo lắng, chỉ cần nhìn nhận sự việc tích cực hơn thì bất lợi sẽ hóa thuận lợi. Người xưa nói rằng, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, dù là sự việc gì thì cũng đều sẽ có hai mặt, việc tốt việc xấu có thể cùng song song tồn tại. Không thể thay đổi bản chất sự việc, tuy nhiên có thể lựa chọn góc nhìn, có góc nhìn thoáng khó khăn cũng biến thành sức mạnh và tài sản. Vận hạn. Tử vi nam mạng tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn này gặp hạn thiên tinh, đây là hạn về kiện cáo, sức khỏe, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột. Vì thế mệnh chủ nên tập trung ưu tiên chăm sóc sức khỏe, tránh lãng phí năng lượng bởi những chuyện khác. Để có một sức khỏe tốt, nam mạng tuổi Thân 1968 nên ăn uống cẩn thận, tập thể dục buổi sáng, hạn chế thức khuya để giúp cơ thể dẻo dai hơn, bên cạnh đó thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa và chữa trị bệnh tật kịp thời. Sau đây là nội dung luận giải chi tiết tử vi 2 tháng đầu năm 2024 tuổi Thân 1968, nam mạng qua các phương diện công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe, mời quý bạn đọc cùng tham khảo và chiêm nghiệm. 1. Công việc sự nghiệp. Theo dõi tử vi năm Giáp Thìn 2024 thì thấy được rằng, trong 2 tháng đầu năm này, nam tuổi Thân 1968 sẽ có sự nghiệp bình ổn. Mọi việc đã vào guồng và đều đặn tiến triển, dù vừa làm vừa học cũng không ngại khó khăn, vất vả, kiên trì đến cùng thì sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Là người giỏi ngoại giao và sống đức độ, Mậu Thân nam mạng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của người quý trọng, đôi lúc trong công việc sẽ gặp một số vấn đề khúc mắc nhất định, việc không ngại nêu quan điểm đóng góp ý kiến sẽ giúp tập thể đạt được bước phát triển mới. Chính từ đó, nam Mậu Thân càng có thêm nhiều kinh nghiệm áp dụng cho công việc sau này, người làm lãnh đạo sẽ thu phục được lòng người. Nhìn chung, 2 tháng đầu năm 2024 Mậu Thân gặp không ít may mắn trên con đường công danh sự nghiệp, mọi việc đã đi vào guồng quay ổn định. Bản mệnh cứ thế mà tiến tới, dù không cần phải lo lắng quá nhiều nhưng cũng không nên chủ quan kẻo vận trình sa sút bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp ích bản mệnh không ít trong khoảng thời gian này. Do đó, đừng quên tạo dựng vun vén các mối quan hệ mới cũ để tận dụng được những sự giúp đỡ kịp thời khi cần. 2. Tài chính. Trong 2 tháng đầu năm 2024, vận trình tài chính của nam mạng tuổi Mậu Thân khá tích cực. Bản mệnh nếu đã nghỉ hưu thì đã tích lũy được một khoản tiền nhất định để chi tiêu và đầu tư. Ngoài ra, bản mệnh cần thận trọng về tiền bạc, có thể trong năm này sẽ có nhiều chi tiêu đáng kể. Ở độ tuổi 57, nam mạng tuổi Mậu Thân nên lưu ý quản lý tài chính sáng suốt, hãy hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết. Điều đó sẽ giúp tiền bạc của mệnh chủ không bị thất thoát và đạt được an toàn tài chính. Xem tử vi tuổi Mậu Thân 1968, 2 tháng đầu năm 2024, đường tài lộc khá vượng, gia chủ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Khách hàng, đối tác giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, đây là lúc bản mệnh cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ để vượt lên, tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, người tuổi này cũng chớ nên kiêu ngạo, khoe khoang khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tìm cách hãm hại hoặc vướng vào chuyện thị phi không đáng có, phải dùng tiền mới giải quyết xong xuôi. 3. Tình duyên gia đạo. Trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, vấn đề gia đạo của nam tuổi Mậu Thân cần chú ý nhiều hơn. Bản mệnh nên giữ tâm lý tích cực trong gia đình và luôn ứng xử chín chắn, bình tĩnh với con cái, những người thân bên cạnh, trân trọng hạnh phúc gia đình, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ bằng những cuộc gặp gỡ sum họp gắn kết tình yêu thương giữa các thành viên. Hãy lắng nghe những thế hệ sau và yêu thương ủng hộ họ, hãy làm điều đó bằng tất cả tấm chân tình, lúc nào bản mệnh cũng nên đặt gia đình lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Cuộc sống thỉnh thoảng vẫn có những mâu thuẫn, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng khuyên bảo con cháu thì mọi việc sẽ được theo ý nguyện. 4. Sức khỏe.
thể trạng của nam mạng Mậu Thân sẽ bộc lộ những dấu hiệu cho thấy mệnh chủ đã bước vào độ tuổi 57, cơ thể đang cần một chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt điều độ và nghỉ ngơi nhiều hơn, nên mệnh chủ cần chú ý tới điều này, tập thể dục thể thao phù hợp với thể trạng thường xuyên, ăn uống theo chế độ cân đối dinh dưỡng, uống đủ nước và ngủ 8 tiếng mỗi ngày. Mệnh chủ nên kiên trì thực hiện thành thói quen, quý trọng sức khỏe sẽ đem lại cơ thể khỏe mạnh hơn trong năm 2024 và những năm tới. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh Mậu Thân. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nữ mạng tuổi Mậu Thân được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Đây là một trong ba sao tốt nhất hệ thống sao Cửu Diệu, chủ về tin vui tài lộc. Sao này sẽ đem đến cho phương diện tình cảm của nữ Mậu Thân nhiều hỷ sự, công việc có thêm tài lộc. Nếu sống ngay thẳng, lương thiện thì cuộc sống bản mệnh sẽ nhận được phúc báo xứng đáng. Người xưa có câu, gieo nhân nào, gặt quả đó, mọi hành động thiện tâm đều sẽ thu về thiện quả. Nếu có lợi ích vật chất, tinh thần, thì bản mệnh nên biết hài lòng và chia sẻ thành quả đó với người thân. Đó là cách giữ được phúc khí cho mình và để đức cho con cháu. Vận hạn. Tử vi nữ mạng tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn này gặp hạn tam kheo, vì thế mệnh chủ nên quan tâm đến sức khỏe xương khớp và mắt, xuất hành đi xa nên cẩn thận để giữ bản thân an toàn. Để giảm trừ vận hạn, nữ mạng tuổi Thân 1968 nên vận động vừa đủ, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, không xem TV, điện thoại nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt, cùng với đó là thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời điều trị bệnh tật. Tử vi tuổi Thân nữ mạng trong 2 tháng đầu năm 2024 sẽ được luận giải chi tiết qua các phương diện sau đây: công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. Xin mời quý bạn đọc tham khảo. 1. Công việc sự nghiệp. Thầy tử vi hé lộ, 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Thân 1968 sẽ có nhiều niềm vui trong công việc. Bản mệnh nếu làm việc gì cũng chuẩn bị kỹ thì sẽ đạt được kết quả tốt. Là người thông thái, có cái nhìn xuyên suốt các sự việc, Mậu Thân nữ mạng dễ được mọi người đồng thuận và tin tưởng, kinh doanh thuận theo ý muốn. Còn đối với những nữ Mậu Thân đã nghỉ hưu, 2 tháng đầu năm 2024 cũng là thời gian lý tưởng để triển khai các kế hoạch cá nhân trong gia đình. Với kinh nghiệm phong phú, bản mệnh luôn có những đóng góp cho tập thể, làm gương cho mọi người xung quanh. Bởi vậy, Mậu Thân nữ mạng nhận được sự kính phục, tôn trọng từ các mối quan hệ và thế hệ con cháu. 2. Tài chính. Trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Mậu Thân sẽ phát triển và duy trì ổn định. Bản mệnh quản lý chi tiêu tốt thì tài chính của gia đình càng gia tăng, cần kiệm là gốc rễ của giàu sang. Hiểu được điều này nên nữ mệnh luôn biết cách chi tiêu hợp lý. Ở độ tuổi 57, hầu hết nữ tuổi Mậu Thân đã lập khoản dự trù cho tương lai để chủ động trong mọi việc. Thông qua năng lực an toàn tài chính của mình, bản mệnh là tấm gương cho con cái học hỏi. 3. Tình duyên gia đạo. Trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Mậu Thân có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp, mệnh chủ luôn biết cách thể hiện tình yêu thương, bao dung, thấu hiểu con cái và những người thân bên mình. Bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và những lời thăm hỏi, động viên, dù đôi lúc có cách trở về không gian, thời gian, thì sự quan tâm lẫn nhau, ủng hộ và khích lệ trong gia đình vẫn không thay đổi. Mệnh chủ và gia đình luôn là nơi đón chào con cháu trở về thật ấm áp mỗi dịp sum vầy. Với nữ mệnh Mậu Thân năm Giáp Thìn và cả những năm sau này, gia đình luôn là bến đỗ của tình yêu thương thực sự. Bởi vậy mà mệnh chủ luôn dành tình yêu vô điều kiện cho chồng, các con cháu của mình, gia đình đón tin vui, thêm người, thêm của. 4. Sức khỏe. Bước sang tuổi 57, nữ Mậu Thân cũng có nhiều dấu hiệu sức khỏe khác với trước đây, xương khớp đau nhức hoặc có thể thường xuyên chóng mặt, đau đầu. Dù đây là biểu hiện tự nhiên, nhưng biết chăm sóc kịp thời, sức khỏe của mệnh chủ sẽ được cải thiện. Duy trì chế độ ăn uống đủ chất và cân đối dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và uống đủ nước sẽ tiếp thêm cho cơ thể năng lượng, sự dẻo dai và sức đề kháng. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm để phòng tránh các căn bệnh tuổi già. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Mậu Thân trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên, chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Dựa vào tính toán cung mệnh năm 2024 của 12 con giáp thì thấy rõ, tháng 1 âm năm 2024 này dù ăn nên làm ra không thua kém ai nhờ ảnh hưởng của Nguyệt Mã Cát Tinh. Nhưng do tác động từ đại hao hung tinh quá mạnh nên tuổi Mậu Thân vẫn bị rơi vào tình trạng rỗng túi. Trọng tâm tháng 1 của tín chủ Mậu Thân chính là về tiền bạc. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch thấy,
vận trình tháng mới nhìn chung tương đối ổn định, nhưng cũng có một số khúc mắc trong chuyện tiền nong. Thầy Chiêm Tinh Học cho biết, có thể trong tháng này tuổi Mậu Thân sẽ phải đối mặt với một số thử thách và khó khăn. Nhưng miễn là có thể giữ bình tĩnh và suy nghĩ về cách xử lý và giải quyết vấn đề thì bạn sẽ có thể vượt qua chúng một cách suôn sẻ. Phương pháp hóa giải vào lúc này, đó là người tuổi Mậu Thân tốt hơn hết nên duy trì tâm lý và hành vi ổn định. Đừng dễ dàng thay đổi kế hoạch ban đầu và hãy làm những việc trước mắt trước. Tháng mới có nhiều điều mới mẻ và cũng là tháng đầu tiên của năm. Đương sự cứ ăn nói nhẹ nhàng, vui vẻ và hoan hỉ với mọi thử thách đến với mình thì sẽ tránh được hoạn nạn. Đặc biệt, cô bác Mậu Thân cũng nên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, cầu nguyện, mong muốn thu hút năng lượng tích cực và may mắn. Điều này giúp bảo vệ cô bác khỏi những tác động tiêu cực. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Các bậc thầy tử vi đánh giá, tháng 2 âm lịch năm 2024 là khoảng thời gian khá thuận lợi đối với người tuổi Mậu Thân. Tuy nhiên, tín chủ có gặt hái được thành tích gì đáng kể hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần quyết tâm và sự cố gắng của chính bạn. Dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm thai, bản mệnh có tinh thần hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào các công việc mới. Song vấn đề của Mậu Thân là cô bác không duy trì được tinh thần quyết tâm lâu, thích có mới nới cũ, chạy theo phong trào. Nếu làm việc gì cũng dở dang thì bản mệnh không những khó đạt thành công mà còn gây phiền phức cho người khác, làm xấu đi hình ảnh của mình. Tình hình tài chính nhìn chung cũng chưa có dấu hiệu phát triển nào quá nổi bật, con giáp này cần thay đổi tính nhẹ dạ cả tin. Nhất là với những ai đang chập chững bước vào một lĩnh vực mới nào đó, Mậu Thân nên dành nhiều thời gian hơn để bổ sung kiến thức cho mình, chứ đừng vội vàng rót tiền đầu tư. Ngoài ra, với người làm ăn kinh doanh thì mệnh chủ nên dứt khoát hơn trong các quyết định, chần chừ sẽ khiến bạn bỏ lỡ thời cơ. Vận trình tình cảm có tốt có xấu, tháng này bản mệnh có mối quan hệ xã giao khá cởi mở, người độc thân cũng nhiệt tình hơn với bạn bè khác giới, song bạn nên chân thành với mọi người. Đừng đẩy mình vào cảnh lắm mối tối nằm không, người đã lập gia đình cần chủ động giữ khoảng cách với người khác giới, đừng để kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc mình đang có. Tổng kết, lại dựa vào các yếu tố phân tích phía trên cho thấy, tử vi năm 2024 tuổi Mậu Thân khá thuận lợi, cuộc sống vào guồng ổn định, yên vui tận hưởng thành quả mà tuổi trẻ đã nỗ lực. Vận quý nhân vượng, công việc làm ăn suôn sẻ, gặp khó sẽ được trợ giúp kịp thời, mọi việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn giúp bản mệnh tránh được nhiều mối lo, thậm chí có nhiều thời gian để quan tâm hơn đến sức khỏe và những người thân yêu của mình. Phương diện sự nghiệp nhìn chung bình ổn, Mậu Thân là người có kinh nghiệm phong phú nên có thể đưa ra được nhiều đóng góp quý giá cho tập thể, hướng dẫn những người trẻ tuổi xung quanh mình. Năm này bản mệnh có cơ hội khẳng định vị thế của bản thân và nhận được sự tôn trọng kính phục từ bạn bè, đồng nghiệp. Tình hình tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhờ những khoản thăng chức tăng lương hoặc nhờ những quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư, đương sự không cần phải quá bôn ba vất vả mà vẫn thu được tiền ào ào về túi. Tình trạng sức khỏe được cải thiện đáng kể, gia đạo cũng thêm phần hài hòa, có hỷ sự trong nhà như cưới hỏi hay thêm con cháu, có điều đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là tai nạn về đường sông nước. Ngoài ra, chú ý vấn đề ăn uống, tránh nguy cơ bị ngộ độc, mối quan hệ vợ chồng, con cái nhìn chung yên bình khi mọi người biết hạ cái tôi xuống và đặt mình vào vị trí của người khác. Tuy nhiên, hãy cảnh giác trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện bằng cách giữ khoảng cách phù hợp với tất cả mọi người. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024 giúp tín chủ Mậu Thân xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Đối với tuổi Mậu Thân nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, để giảm tác động xấu của sao Thủy Diệu và hạn Thiên Tinh, nam mạng tuổi Mậu Thân nên làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức. Khi tâm lý thoáng đạt, suy nghĩ lạc quan thì vạn sự sẽ bình an. Bên cạnh đó, nam tuổi Thân 1968 có thể thực hiện nghi thức cúng dâng sao giải hạn, sao Thủy Diệu tại gia hoặc tại chùa. Đây là nghi thức thực hiện một lần đầu năm, lễ vật chuẩn bị tùy tâm, dâng lễ trang nghiêm thì lòng thành tâm sẽ được chứng giám. Đối với tuổi Mậu Thân nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024 để giải trừ hung họa, đón nhận cát lành của sao Mộc Đức và hạn Tam Kheo, nữ mạng tuổi Mậu Thân nên tu thân tích đức, thành tâm hướng thiện, khi chuyển hóa được bản thân thì sẽ nhận được phước báu lâu bền. Bên cạnh đó, nữ tuổi Thân 1968 có thể thực hiện lễ cúng dâng sao giải hạn đầu xuân năm Giáp Thìn, lễ vật thành kính có thể cúng tại gia hoặc tại chùa, nghi lễ trang nghiêm sẽ được tổ tiên và thần linh chứng giám. Vật phẩm phong thủy. Trong năm 2024 này,
tuổi Mậu Thân có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy để cầu bình an, thu hút tài lộc như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương. Tuổi Thân 1968 được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh, đeo mặt Phật bản mệnh bên mình để cầu sự bình an, che chở của Đức Phật. 1968 mệnh Thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng nâu, tương hợp hoặc đá mã não đỏ, tương sinh thì rất tốt cho bản mệnh. Ngoài ra, mệnh chủ cũng có thể sử dụng vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương có công dụng rất tốt cho sức khỏe, bởi tinh dầu của trầm hương giúp thư giãn đầu óc, xoa dịu tinh thần, tăng thêm nguồn năng lượng tốt cho người đeo. Phong thủy may mắn tuổi Mậu Thân năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mậu Thân có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy dưới đây để cầu tài lộc, may mắn trong năm Giáp Thìn 2024. 1. Chọn người hợp tuổi sông nhà. Đầu xuân năm mới, người Việt ta có phong tục chọn người hợp tuổi sông nhà để năm đó nhiều bình an may mắn. Nếu người sông nhà hợp tuổi gia chủ, có lối sống tử tế và chân thành thì sẽ mang đến cho gia đình nhiều tài lộc, thịnh vượng và hạnh phúc. Gia chủ tuổi Thân 1968 nên chọn những người tuổi Tý, Thìn theo tam hợp thân, Tý, Thìn hoặc tuổi Tỵ theo nhị hợp, thân, Tỵ đến sông đất đầu năm. Ngoài ra cũng có thể chọn những người mệnh hỏa cũng rất hợp. Cụ thể những tuổi sau đây sẽ hợp sông nhà cho gia chủ Mậu Thân 1968: Canh Tý 1960, Tân Mùi 1991, Đinh Tỵ 1977, Bính Thìn 1976, Canh Thìn 2000, Tân Tỵ 2001. Người đến sông đất đầu năm có thể là nam hoặc nữ đều tốt, chỉ cần người đó là tấm gương về hiểu biết, trí tuệ, yêu thương mọi người thì sẽ đem lại nhiều may mắn, bình an năm đó. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Bản mệnh Mậu Thân nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ sau giao thừa đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo. Mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành. Không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Tuổi Mậu Thân khi xuất hành đi lễ chùa, thăm nhân thân, vui xuân đầu năm nên chọn những ngày đẹp, xét theo cả âm và dương lịch. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024.
3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai trương ngày tốt, tháng hiền hòa, phúc lộc trăm năm mãi nở hoa. Chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay. Khởi đầu thuận lợi được coi là kích hoạt vận may tài lộc, thu hút thành công may mắn cho cả năm. Ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng giêng là những ngày có nhiều cát tinh tốt cho bản mệnh Canh Tý. Lựa chọn khai xuân vào những ngày này để cầu công danh, tài lộc cho năm mới. Tuổi Mậu Thân năm 1968 nên chọn ngày lành tháng tốt trước khi tiến hành công việc. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Để cầu tài chiêu lộc trong năm 2024, Mậu Thân có thể sử dụng vật phẩm phong thủy hợp mệnh như mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay Tỳ Hưu. Phật Di Lặc là đại diện cho may mắn, tài lộc và những điều tốt lành, hoan hỷ. Mệnh chủ đeo mặt Phật Di Lặc bên mình để cầu trí tuệ sáng suốt, công thành danh toại. Tuổi Thân 1968 mệnh Thổ nên chọn mặt Phật Di Lặc làm từ đá mắt hổ vàng nâu, tương hợp, hoặc mặt Phật đá mã não đỏ, tương sinh với bản mệnh. Trong phong thủy, Tỳ Hưu là biểu tượng của tài lộc, chiêu tài cầu lộc, chấn thạch, tăng vượng khí cho gia chủ. Linh vật này rất được người kinh doanh buôn bán ưa chuộng. Tuổi Mậu Thân có thể đeo vòng tay Tỳ Hưu phong thủy, biểu trưng cho tài lộc dồi dào để cầu thịnh vượng, hạnh phúc cho bản thân. Mậu Thân trong năm 2024, hợp màu đỏ, hồng, cam, tím, màu thuộc hành hỏa. Mậu Thân 1968 mệnh Thổ, hợp với các màu thuộc hành thổ và hành hỏa. Riêng trong năm 2024, chủ mệnh hợp nhất với màu thuộc hành hỏa vì những màu này tương hợp với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về triết lý một nửa sống ở đời, vạn sự chỉ cầu bán xưng tâm. Đời người luôn là một nửa này và một nửa kia, một nửa nỗ lực, một nửa tùy duyên, một nửa khói lửa, một nửa an nhiên, một nửa mơ hồ, một nửa sáng suốt, nhân sinh năng đa như ý, vạn sự chỉ cầu bán xưng tâm, nghĩa là đời người đâu thể chuyện gì cũng luôn được như ý muốn, chỉ cầu mong mọi sự trên đời được vừa lòng một nửa thôi. Điểm tuyệt vời của chữ bán nằm ở chỗ chỉ cầu được vừa lòng một nửa là thấy thỏa mãn, vậy mới có thể thường lạc. Chỉ cần để ý một chút các bạn sẽ phát hiện ra trong cuộc sống đâu đâu cũng là trí tuệ của một nửa. Tình bạn, một nửa là vương vấn, một nửa là lãng quên. Bạn bè không nhất định phải thường xuyên liên lạc, nhưng chắc chắn sẽ không quên đối phương. Đôi khi tự nhiên nghĩ đến đối phương, trong lòng vẫn sẽ có một chút vương vấn nào đó. Cho dù năm tháng đã trôi qua, nhưng tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi không thay đổi. Những người mà chúng ta gọi là bạn bè, chẳng qua chỉ là những người khách qua đường trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Gia đình một nửa là hy sinh, một nửa là thu hoạch. Một gia đình hạnh phúc cần có sự hy sinh và cố gắng của mỗi người. Quan tâm cha mẹ, giáo dục con cái, để gia đình của mình mãi mãi tràn ngập sự ấm áp. Khi bạn bị xã hội chèn ép đến nỗi không thở được, một nụ cười tươi của người nhà liền giúp bạn lấy lại toàn bộ năng lượng tiếp tục bước về phía trước. Con cái, một nửa là thiên phú, một nửa là bồi dưỡng. Mỗi một đứa trẻ đều là một hạt giống, chỉ có điều là thời kỳ nở hoa của mỗi hạt giống không giống nhau mà thôi. Có một số loài hoa, sau khi cây non trồi lên khỏi mặt đất là có thể nhanh chóng phát triển, sau đó nở rộ rực rỡ, nhưng có một số loài hoa thì phải trải qua giai đoạn chờ đợi lâu hơn. Cha mẹ cần phải có sự kiên nhẫn trong việc nuôi dạy con cái. Đừng vì nhìn thấy hạt giống của người khác ra hoa kết trái sớm mà quả quyết rằng con mình không phải là hạt giống tốt. Điều cha mẹ cần làm là tin tưởng vào con mình, chờ đợi hạt giống của mình nở hoa. Cũng có thể hạt giống của bạn sẽ không bao giờ nở hoa được, bởi vì ngay từ đầu nó đã định sẵn sẽ trở thành một cây cao chót vót. Công việc, một nửa là vận may, một nửa là cố gắng. Phần lớn thời gian của nhiều người đều là dành cho công việc. Công việc không chỉ là sự bảo đảm cho cuộc sống gia đình, mà còn là nấc thang rèn luyện ý chí con người để đi đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người chỉ làm việc vì tiền lương thì công việc mãi mãi rơi vào trạng thái bình thường, sẽ khó có được sự phát triển theo thời gian. Công việc chính là càng làm càng biết làm việc, càng biết làm việc thì càng có nhiều cơ hội. Tiền bạc, một nửa là thiên thần, một nửa là ma quỷ. Khi tiền bạc cứu sống được tính mạng con người thì tiền bạc là thiên thần. Khi con người vì tiền bạc mà mất mạng thì tiền bạc là ma quỷ. Khi tiền bạc thỏa mãn nhu cầu bình thường thì tiền bạc là thiên thần.
Khi tiền bạc làm tăng tham vọng và sự ích kỷ của con người, thì tiền bạc là ma quỷ. Quân tử chỉ thích tiền tài có được một cách chính đáng, không ham thích tiền của bất nghĩa. Bản thân tiền bạc vốn dĩ không có tội ác, mà chính sự tham lam của con người đối với tiền bạc mới là nguồn gốc của tội ác. Hạnh phúc, một nửa là giành lấy, một nửa là tùy duyên. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc tưởng chừng là thứ hão huyền không thật, nhưng thật ra nó ở ngay trong tầm tay. Hạnh phúc là khi bạn khát nước có một ly nước lọc để uống, bạn không ngưỡng mộ đồ uống chức năng của người khác, khi bạn đói bụng, có một miếng cơm để ăn. Bạn không thèm những món sơn hào hải vị của người khác, mặt luôn tươi cười, cố gắng tìm thấy những gì mình xứng đáng nhận được, làm hết khả năng có thể, còn lại đều nghe theo ý trời. Vậy là sẽ hạnh phúc, nhưng nếu như ngay cả bát cơm ở trên bàn mà bạn cũng không chịu đưa tay ra lấy, vẫn muốn chờ người khác bón cho bạn ăn, vậy thì còn có hạnh phúc gì để nói nữa chứ? Mơ ước, một nửa là dũng cảm, một nửa là ảo giác. Socrates nói rằng, chuyện vui vẻ nhất trên đời này không gì bằng theo đuổi ước mơ. Con người sống trên đời từng bước đi đều rất khó khăn. Có biết bao nhiêu người không thể vượt qua được những thử thách của cuộc đời, đi hết một quãng đường là cũng quên luôn nguyện vọng ban đầu của mình là gì? Mỗi người trong chúng ta đều nên gieo trồng một hạt giống của ước mơ mãi mãi ở nơi xa, lúc ẩn lúc hiện, nó có thể trở thành hiện thực, nhưng cũng có thể cả đời này bạn sẽ không thực hiện được, cũng giống như con đại bàng dũng mãnh trên bầu trời, vì có khát vọng với bầu trời xanh, đại bàng mới lao đi chinh chiến. Gian nan một đời, con đại bàng dũng mãnh vẫn không thể bay lên tầng trên cùng của bầu trời xanh, nhưng ý nghĩa thật sự của ước mơ nằm ở chỗ dũng cảm đi bước đi đầu tiên, dám hành động vì mơ ước, chứ không phải chỉ nhìn vào ước mơ, suốt ngày mơ mộng hão huyền mà không làm gì cả, để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Cuộc sống, một nửa là khói lửa, một nửa là niềm vui tao nhã. Cuộc sống luôn không thể tách rời mùi khói lửa của củi gạo dầu muối, nồi niêu song chảo. Học cách tìm kiếm niềm vui tao nhã trong mùi khói lửa, những chậu cây ngoài ban công, mùi hương hoa trong những chậu cây, những cuốn sách bên đầu giường, những nơi xa xôi trong sách, những khung tranh treo trên tường, những câu chuyện chuyện trong những bức tranh, từng ngọn cây cọng cỏ, một cuốn sách một bức tranh, một bữa cơm và một chén trà. Tâm hướng về tất cả những nơi mà chúng ta nhìn thấy, đâu đâu cũng là niềm vui tao nhã, nhiều lúc chúng ta chỉ thiếu một hạt giống phát hiện ra sự thơ mộng mà thôi. Đời người, một nửa là mơ hồ, một nửa là sáng tỏ. Trong những trải nghiệm của cuộc đời, chúng ta luôn hiểu ra một số đạo lý từ trong sự mơ hồ. Sau khi sáng tỏ, rồi lại nhìn nhận một số sự việc một cách mơ hồ. Sáng tỏ để trong lòng, mơ hồ sống hết đời, mơ hồ từ trong sự sáng tỏ. Sáng tỏ trong sự mơ hồ, đây là một thái độ sống rất trí tuệ, hiểu ra được đạo lý bên trong, học cách sống an nhiên, thì đời người đâu đâu cũng là cảnh đẹp. Thế giới luôn là một nửa này và một nửa kia, một nửa là trời, một nửa là đất, một nửa là nam, một nửa là nữ, một nửa là thiện, một nửa là ác. Đời người luôn là một nửa này và một nửa kia, một nửa nỗ lực, một nửa tùy duyên, một nửa khói lửa, một nửa an nhiên, một nửa mơ hồ, một nửa sáng suốt, nửa nhân nửa quả, nửa được nửa mất. Những chuyện tương lai cũng chia làm hai phần, một nửa trả lại cho đất trời, một nửa nhường cho người đời, quá nhiều thứ một nửa, một nửa. Đời người chính là nằm ở trong một nửa này, một nửa kia, đi qua một nửa, còn lại một nửa, bỗng nhiên nhận ra đã hơn một nửa cuộc đời rồi, làm người hay làm việc. Cũng không mong cầu mọi mặt hoàn hảo, mọi chuyện trọn vẹn, chỉ mong đạt đến một nửa, như vậy mới có thể thỏa mãn và thường lạc, cuộc sống mới có thể an nhiên được. Vâng, cảm ơn quý cô bác đã theo dõi hết luận giải tử vi tuổi Mậu Thân 1968, 2 tháng đầu năm 2024 nam nữ mạng. Những thông tin trên đây nhằm giúp cô bác tham khảo và có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Cổ nhân từng nói, bản chất con người là thiện, nếu có sự giác ngộ thức tỉnh sâu sắc trong tâm hồn và tìm về với bản tính lương thiện trong mình, con người sẽ tích cực làm việc tốt, giúp người bố thí mà không đòi hỏi sự báo đáp, như vậy tự khắc sẽ tích được nhiều phước báu cho bản thân và con cháu sau này. Xuân Giáp Thìn 2024 đang gõ cửa từng nhà, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý cô bác và gia đình một năm mới sung vầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng.